Xin chào các bạn. Đây là một con gà trống có cái màu đỏ, da cũng đỏ. Và rất nhiều bạn đã biết được tên của loại gà này là gì rồi, thì mình không nói ở đây. Cũng có rất là nhiều bạn quan tâm và muốn tìm hiểu xem con gà này giá bao nhiêu. Thì trong video này mình sẽ hỏi giá người bán xem là con gà này giá bao nhiêu các bạn nhé. Con gà bao tiền thì chú ơi? 600 ạ. Con này mấy trăm mấy ạ? Con nào? Con này con anh hôm nay 650 ạ. Con nào anh bán đây ạ? Là cứ bán như mình xin kết thúc video ở đây nhé. Các bạn hãy cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.